Hello, xin chào các bạn đã đến với video ngày hôm nay. Đến với video này mình xin làm một cái thử thách nhỏ nhỏ. Ở trên YouTube và Facebook dạo gần đây nó có một cái trào lưu rất là hot, đó là cái trào lưu nhặt rác. Thì mình làm một cái ý tưởng này rất là ý nghĩa và hay nên mình tự làm cho các bạn coi. Mày làm gì vậy? Tao dục rác. Biết tao đang quay một cái vấn đề gì không? Mày tự nhiên mày dục rác là sao? Mày quay gì? Tao đang quay về chuẩn bị là dọn rác hết khu phố hay là giờ mày làm tao không biết làm cái gì nữa. Em mà mày quay chung không? Mày quay chung mày tao được cái gì? Mày được thấy ghét. Thấy ghét thì đừng có được gì đâu. Thấy ghét mà. Thôi mà thôi đi. Thì nói chung là thấy ghét gì cũng vui mà. Đúng không? Thôi tao thích đóng ghét. Ok. Mày đừng thấy một đống ghét. Mà bây giờ ngặt cái là mình thật sự là mình không biết ghét ở đâu. À, tao biết chỗ có đống ghét. Ở đâu vậy? Đi theo tao. Được. Mà tính ra cái kịch bản này là của tao xây dựng lên. Mà sao mày biết cái đống ghét nó nằm đâu là sao? Tao coi trong kịch bản của mày nó có ghi đống ghét nằm trên kia. Không, mày tự quay luôn, thật sự luôn. Làm vậy người ta không dễ. Tao kêu mày ghi kịch bản mày để chỗ mà mày đi ra đây mày nói nhảm. Thì nói chung là cái video này của kịch bản mà mình xây dựng kịch bản nó rất là hay. Nani đúng không? Cứ thiệt chung muối luôn. Thì nó chơi thôi, thì thật sự là cái đống ghét đó mình không có biết nằm ở đâu. Thì bây giờ thì con Xuyên nó sẽ chỉ cái đống ghét đó cho mình coi. Thôi đi mẹ. Trước tiên vào lượm ghét hoặc nhặt ghét gì đó thì mình giờ đi mua mấy cái bọc để đựng ghét cho nó lịch sự với người ta. Go không? A few moments later. Các bạn ơi, con Xuyên nó dụ tôi hay gì á. Thật sự là đây cánh đồng ruộng bao la bát ngát gì nè. Nó ra ghét. Đầu mày gây sao lưng coi. Bị lé rồi. Lên dọn đi mày, nhiều chuyện quá. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện thử thách là lượm ghét. Mình sẽ lượm hết cái đống này cho các bạn coi. Go. Mày giỡn với tao hả Xuyên? Cái bọc bay lớn nên nó kêu mình dọn hết đống ghét này. Thì nó chơi với các bạn thôi. Thì đây là cái nhà máy xử lý ghét. Thì mình chỉ quay cho các bạn biết đây là hậu quả khi sử dụng bao ni lông. Thì bây giờ mình nói chung là từ đây tới đây thì mình thấy cũng có rất là nhiều nơi có ghét. Thì mình sẽ thực hiện và mình lượm ghét. Giờ là mình chỉ cho các bạn chơi cho vui thôi. Mày thấy vui không? Không vui. Tao mệt thiệt luôn. Thì nói chung là ở đây là chỉ là xử lý khác thôi chứ không phải là đống ghét. Thì các bạn ơi, thì nói chung là ở nhà đú đú vậy thôi chứ thật sự giờ bây giờ bắt đầu thực hành cái clip này nè, bắt đầu mình sẽ nhặt ghét con đường và sẽ phát. Thì mấy bạn ơi, thì hiện tại mình đang tới gần cái đường nhà mình rồi, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị sẽ lượm ghét ở nơi này cho các bạn coi. Thì ở đây thì cũng ít thôi chứ không phải số lượng nhiều, nhưng mình sẽ lượm hết bọc về. Bây giờ mình đã được cái bọc đầu tiên rồi. Mình để đây xíu mình sẽ đi dục. Bây giờ thì cái bọc khác nữa.
Can anybody out there hear me?